Ngay sau khi có án phạt chính thức cho người đồng đội cũ Di Một và Cao Lê Tuấn Tú, Cero đã quyết định lên sóng livestream và vạch trần toàn bộ những hành động mà Gam đã từng làm với anh và với rất nhiều người khác. Đặc biệt, trong đó có hành động cài máy nghe lén. Cụ thể, Cero đã tiết lộ ông V, cựu chủ sở hữu Gam Esports từng lợi dụng mình và nhiều tuyển thủ khác để cài máy nghe lén trong những buổi trò chuyện thân mật nhằm lôi ra thông tin cần thiết việc này xảy ra khi huấn luyện viên Kun đã lên tiếng chỉ trích ông v và cách hoạt động của ban lãnh đạo đi theo nguyên băng luôn gồm ông v hát chị t vợ của hát bộ ba đấy ngồi nói chuyện với từng người một vì lúc đó tụi tôi có ý định muốn ố gam lúc đó ông v và ông hát mỗi người đều bật điện thoại để chế độ ghi âm rồi úp xuống bàn họ tưởng tụi tôi không biết hôm đó Kun muốn kiện gam vì không trả lương ông v muốn cao tơ chống lại liền hỏi rất nhiều câu về anh nị nhằm moi móc thông tin xero chia sẻ ông v trong một lần phỏng vấn từ trái qua phải tinicun ông đặng tuấn linh lê vi ông v và ông trần sơn ngay sau khi biết được câu chuyện này hàng loạt tuyển thủ cũng lên tiếng đồng tình với Zero cựu tuyển thủ liên minh huyền thoại tiếp cũng đã ngay lập tức ủng hộ câu chuyện trên nói rằng anh cũng từng là nạn nhân của việc lợi dụng ngày xưa anh V cũng có mời ra nói chuyện hỏi về hợp đồng gì đó. Cơ mà lúc nói chuyện đâu có hỏi gì về hợp đồng. Ông đấy rút điện thoại bấm bấm rồi úp cái điện thoại xuống bàn, toàn hỏi về chuyện ngày xưa, em làm cùng với ai, đối đãi như thế nào. Ảnh Internet